Thưa quý vị, càng gần Tết Nguyên đán, những chuyến xe thiện nguyện lại đến với những người dân vùng sâu, vùng xa ngày một nhiều hơn, mang theo những yêu thương để lan tỏa sự ấm nồng của tình người trong mùa xuân mới. Tại miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, nắng ấm của mùa xuân đã tràn về từng ngóc ngách của thôn bản. Trải qua một năm với thật nhiều khó khăn, người dân tạm gác lại những bộn bề lo toan cũ để chuẩn bị đón chào mùa xuân mới. Những món quà, dù là nhỏ bé, đến với họ đều đáng quý và ấm áp tình người. Nói chung là năm nay là thiên tai, bão lụt, rồi Covid nó rất gây ra nhiều cái khó khăn cho nhân dân. Mà hôm nay là được sự quan tâm của các cấp chính quyền, có các ban ngành để về đây để giúp đỡ hỗ trợ trong cho nhân dân gặp nhiều khó khăn để vượt qua những cái ngày Tết nhất sắp đến. Rất là vui, năm nay ăn một cái Tết rất là hạnh phúc. Hôm nay em tới đây thì em cảm thấy rất là vui để đi theo mọi người tới chia sẻ một chút cái niềm vui năm mới đến bà con ở đây, thì để mong bà con có một cái Tết ấm hơn và có một cái xuân nó rộn ràng hơn. Bên cạnh những món quà thiết thực dịp Tết hỗ trợ các hộ gia đình đồng bào cơ tu, phụ nữ đơn thân và bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại xã miền núi Hòa Bắc, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện để góp phần chung tay cùng xã hội mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, thành đoàn, hội đồng đội, hội sinh viên thành phố và hội liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức rất nhiều hoạt động và chăm lo cho rất nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Sắp tới đây thì vào ngày 28 tháng 1, hội đồng đội thành phố sẽ trao các suất quà cho các em thiếu nhi tại trường tiểu học Hòa Liên, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Và vào đêm công diễn văn nghệ Em là mầm non của Đảng thì hội đồng đội thành phố cũng sẽ tiếp tục trao suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn thành phố. Và trao vé cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Đồng thời các cấp bộ đoàn, hội đội trên địa bàn toàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn toàn thành phố. Mùa xuân này tuy có khó khăn hơn những xuân trước, nhưng hy vọng rằng với sự lan tỏa của tình người, ngày Tết sẽ vẫn đông đầy những niềm vui bình dị, ý nghĩa.